Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh của Nhân Bibi. Ok các bạn ơi, và ngày hôm nay Nhân Bibi sẽ kết hợp và tạo ra các Titan. Không phải Titan Cameraman, cũng không phải Titan Speakerman. Đó chính là những con Titan trong Poppy Playtime Chapter 3 các bạn ơi. Và đây là Titan đầu tiên mình muốn kết hợp. Đó chính là Titan Dog đây. Và các bạn hãy xem nha. Thành công. Titan Dog đây các bạn ơi. Nhìn này. Wow. Ui trời ơi. Ui anh Titan Dog đây ơi. Sao anh nóng tính thế? Em vừa tạo ra anh mà. Ui trời ơi các bạn ơi. Titan Dog đây này nóng tính quá các bạn ơi. Nhưng mà phải nói là anh ấy rất mạnh và ngầu nha các bạn nha. Ui. Ok, Titan Dog đây đã tạo thành công. Và tiếp theo mình sẽ tạo ra Titan Catnap. Đó, ok các bạn ơi. Và ngày hôm nay mình sẽ tạo ra tất cả những con Titan trong Poppy Playtime luôn. Phải tới 10 con luôn các bạn ơi, cực kỳ ngầu và chất luôn. Các bạn nhớ theo dõi hết video để biết nha. Và đây chính là Titan Catnap. Các bạn hãy xem đây. Titan Catnap sẽ được kết hợp như thế nào đây? Thành công rồi. Wow, các bạn nhìn đi. Ui, đây còn một con Catnap này. Rồi đây, Titan Catnap của chúng ta đây. Wow, anh há mồm ra một cái. Trời ơi, nguồn năng lượng giống như cái ánh sáng của Titan TV Man đấy các bạn ạ. Chật thật đấy. Ok. Và kết hợp được hai Titan rồi nha các bạn nha. Ui. Được đấy. Và tí nữa mình sẽ kết hợp ra 10 Titan và cho các Titan này đấu với nhau để tìm ra Titan mạnh nhất trong Poppy Playtime Chapter 3 nha các bạn nha. Và đây chính là Titan tiếp theo. Đó chính là Titan con chim này các bạn ơi. Ê các bạn nhìn này. Ui trời ơi. Đó là một con chim. Rồi và bây giờ mình sẽ biến nó thành một con Titan nha các bạn nha. Ui các bạn ơi, video này rất là hay đó. Nên là các bạn nhớ theo dõi hết video. Wow, và đây chính là con Titan chim của chúng ta. Ui, các bạn nhìn kìa, nó dậm chân xuống kìa. Wow, ui, khi nó dậm chân ở dưới chân nó có một cái vòng xoáy màu vàng các bạn ơi. Các bạn đang xem cái video này của Nhân Bibi ơi. Mọi người nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh ủng hộ Nhân Bibi nha các bạn nhá. Để mình có động lực làm ra nhiều video hay cho các bạn xem nha. Và đây chính là Titan kỳ lân. Đó, cái con kỳ lân này mình sẽ biến nó thành con Titan cho các bạn xem. Hãy xem đây, đấy. Xem nào các bạn có thích cái con kỳ lân này không? Nếu thích thì hãy bình luận trên bên dưới nha các bạn nha. Ok, mình đã kết hợp nó đây. Và Titan kỳ lân được kết hợp thành công. Ui các bạn ơi, nhìn nó này. Wow, sức mạnh của nó thật là ghê gớm. Và trên tay của nó cầm một cái lưỡi hái kia các bạn kìa. Ui trời ơi, khét quá. Ui, nó ngầu và nó mạnh nó các bạn ơi. Ui, và các bạn ơi, xem video này của Nhân Bibi, các bạn đừng quên bấm nút like và bấm đăng ký kênh ấy nhá. Hãy giúp cái video này của mình được 10.000 like và 10.000 lượt đăng ký kênh nha các bạn nhá. Hãy giúp Nhân Bibi nhá. Và đây, mình sẽ kết hợp ra một cái con Titan voi này nữa cho các bạn xem nha các bạn nhá. Tí nữa mình sẽ cho chúng đấu với nhau. Các bạn đừng tua nha, hãy xem đến cuối video để biết nhá. Và đây chính là con Titan voi. Ok, đúng là ngầu thật sự luôn các bạn ơi. Đẹp không? Các bạn có thích Titan voi? Ui trời ui, nó có 6 lòng kìa. Trang bị giống của Titan Cameraman đó các bạn biết chưa? Ui, cái video của Nhân Bibi á, chưa cái video nào được 10.000 like, 10.000 lượt đăng ký kênh cả. Nên là các bạn hãy giúp mình ở cái video này được 10.000 like và 10.000 lượt đăng ký kênh nha các bạn nha. Ok. Và bây giờ đó chính là Titan con lợn này các bạn ơi, con gấu bông lợn này mình sẽ biến nó thành một con Titan nha các bạn nha. Đấy, con lợn màu hồng này nhìn nó đáng yêu cute không các bạn ơi. Nhưng mà sau khi kết hợp nó thành Titan thì các bạn hãy nhìn xem nó đây này. Đó, nó ngầu, nó cầm búa của anh Titan Cameraman kìa. Có cánh của Titan Cameraman. Sức mạnh của nó là sức mạnh của màu hồng các bạn ơi. Wow, ghét đây. Đây chắc là cô lợn chứ không phải anh lợn đâu các bạn ơi. Ui, màu hồng mà. Và mình đã kết hợp ra được rất nhiều Titan rồi đó. Nhưng mà chưa hết đâu. Tiếp tục đó chính là con Titan gấu này các bạn ơi. Ok, chúng ta cùng nhau xem nha. Kết hợp nào. Ui, các bạn nhìn thấy nó chưa? Và bây giờ thì tạo nó ra nó thế nào? Tạo ra con Titan này thôi nào. Đấy. Rồi, để tạo ra Titan thì chúng ta cần rất nhiều những con gấu này các bạn ạ. Và các bạn ơi, cùng xem nha. Đó, hãy xem đây. 3, 2, 1, bắt đầu. Yeah, Titan gấu. Ui, có cánh của Titan Cameraman. Và cú nắm đấm sắt này. Wow, Chất thật đấy, trông có vẻ rất là uy lực đúng không các bạn ơi, rất là mạnh đấy, không phải dạng vừa đâu. Không biết tí nữa ai sẽ là người giành chiến thắng trong các con Titan này đây các bạn ơi, ai sẽ là người mạnh nhất đây. Và tiếp theo nữa mình sẽ kết hợp cái con Titan thỏ này các bạn ơi. Đó, cái con thỏ màu xanh này mình sẽ kết hợp với thành Titan nha các bạn nha. Các bạn hãy xem nha, để xem ngoại hình của con thỏ Titan này nó sẽ như thế nào đây. Ok rồi, tiếp tục nào, kết hợp lại anh thỏ Titan nào các bạn ơi. Rồi nào, chúng ta cùng nhau xem nha các bạn nha. Nào, 3, 2, 1. Wow, Titan thỏ, ui cũng cầm một cái rìu các bạn ơi. Ui, wow, sức mạnh màu xanh lá. Ui, chất thật đấy. Đúng là kiểu như là các Titan mạnh quá các bạn ơi. Rồi, ok, sắp kết hợp xong rồi, sắp được xem các Titan chiến đấu rồi các bạn ơi. Và các bạn ơi, bây giờ đây các bạn thích ai thì các bạn bình luận bên dưới cho mình biết nha các bạn nha. Đấy, rồi. Tiếp theo, đó chính là con gì đây? Ui, con gì đây? Ui, con cũng là con cắt nát, mà con cắt nát có cái sừng các bạn ơi. Để xem nào, mình tạo ra xem nào nó là kiểu cái con Titan gì nha. Mà sao nó ngầu thế các bạn ơi, con dê à các bạn ơi. Rồi, chúng ta cùng nhau xem nào ngoại hình của nó sẽ như thế nào đây. Wow, ui giời ơi, nó có tay gươm, chất quá. Titan cắn nát nhưng mà là giống con trâu các bạn ơi. Ui dồi ôi, nó nhanh thật sự đấy các bạn ơi. Wow, đỉnh quá các bạn ơi. Ui giời ơi, trận đấu của các Titan sắp bắt đầu được diễn ra rồi. Ui, sao mà chất mà đẹp quá vậy. Các bạn ơi, các bạn chọn Titan nào thì các bạn phải bình luận xuống bên dưới nhá. Và đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh nha các bạn nha. Ok, bây giờ vẫn còn một con Titan nữa mình cần phải tạo ra, đó chính là Titan Hakiyoki. Shit thì quên các bạn ơi, Hakiyoki cũng có trong Poppy Playtime mà. Đấy, ok, bây giờ tạo ra Hakiyoki nào. Ok, các bạn xem đây, đấy. Ấy, các bạn ơi, tạo ra được một con Hakiyoki này rồi. Bây giờ tiếp tục nha, tạo ra Titan Hakiyoki nữa là xong các bạn ơi. Đấy, ok nè. Chắc các bạn là fan của Hakiyoki đúng không? Đó, nếu là fan của Hakiyoki thì phải bình luận xuống bên dưới nha các bạn nha, là Titan Hakiyoki nha. Đó, kết hợp thành công, Titan Hakiyoki cũng đã xuất hiện rồi đây. Wow, còn mấy Hakiyoki này thì hơi bé các bạn ơi, để cho anh Titan này xử lý luôn. Sau khi kết hợp thành công rồi thì không cần mấy con Hakiyoki bé làm cái gì nữa. Ok luôn. Và xong, mình đã kết hợp được rất nhiều các Titan ở đây rồi các bạn ơi. Wow, nhưng mà khoan, vẫn còn cái con này nữa. Con cát náp này cũng phải được kết hợp thành Titan, con cát náp mồm rộng này các bạn ơi. Ê, đấy, có cát náp bom dài nữa chứ. Ui, đấy, shit nữa thì mình quên con này các bạn ơi. Đấy, các bạn hãy xem đây, cát náp bom dài sẽ được biến đổi thành một Titan. Và nó trông như thế nào đây? Đây, chính là ngoại hình của nó. Ui, cái đuôi của nó kia các bạn kia. Wow, ui rồi, ui nó gầm lên này các bạn ơi. Cái đuôi của nó nhìn thật là nhọn các bạn à. Wow, nó nhảy cũng rất là cao đấy. Ui chất thật đấy anh ơi, khét lắm. Trời ơi, mình nhìn thấy qua những cái con này toàn những Titan mạnh thôi. Không biết con nào sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng đây. Sau khi tất cả cái con Titan này đấu với nhau, ai sẽ là người mạnh nhất thì chúng ta phải cùng nhau xem mới biết được nha các bạn nha. Ok là, và bây giờ chắc có lẽ là chúng ta lên xem trận đấu này thôi các bạn ơi. Và đây, khoan, từ đã, mình phải để mấy con Zoonomaly vào đây. Ý, để mấy cái con quái vật Zoonomaly vào đây nữa, để cho bọn chúng kiểu là thử sức mạnh của các Titan trong Poppy Playtime này sẽ như thế nào. Đó, đó, đấy, 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 đấy. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, rồi. Và bây giờ các bạn ơi, lúc này rất quan trọng đây. Nếu bạn nào chưa bấm like thì các bạn hãy bấm like ngay nha, và bấm đăng ký kênh nha. Bây giờ Nhân Bibi sẽ đến từ 1 tới 5 để cho các bạn có thời gian bấm like và bấm đăng ký kênh và bình luận cái con Titan mà các bạn thích nha các bạn nha. Mình bắt đầu đếm đây các bạn ơi. 1, các bạn nhớ bấm like giúp Nhân Bibi nha. 2, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 3, các bạn nhớ bình luận xuống bên dưới để Nhân Bibi có thể thả tim tất cả các bạn nha. Và 4, các bạn nhớ bật chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Và 5, mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn giúp đỡ mình thì mình có ngày sẽ giúp đỡ các bạn. Không biết giúp đỡ kiểu gì, nhưng bây giờ chắc có lẽ là nếu các bạn bấm like, bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo rồi thì chắc có lẽ bây giờ chúng ta phải xem trận đấu này thôi các bạn nhỉ. Đó, chúng ta cùng nhau xem nào. Rồi ôi, đâu rồi? Wow, wow, mấy con Zoonomaly này tiêu luôn các bạn ơi. Zoonomaly thì tiêu rồi, nhưng mà các Titan chưa đấu với nhau nha. Rồi, trời ơi, mình cũng tiêu luôn đấy các bạn ơi. Các Titan bây giờ vẫn đang cùng đội của nhau. Ui giời ơi, có vẻ như các Titan đang ghét Nhân Bibi rồi. Không ổn rồi các bạn ơi, không ổn rồi. Các Titan, wow, ôi giời ơi, Nhân Bibi bị dí liên tục luôn các bạn ơi. Khoan canh ơi, để em bay ra ngoài đã. Ui, sức mạnh ghê gớm. Mình cứ hồi sinh lại là mình tiêu luôn rồi các bạn ơi. Ơi, đó là chỉ cho cái anh ấy khởi động thôi các bạn ơi. Thôi được rồi. Và bây giờ để Nhân Bibi xem là mình đang lái cái máy bay trực thăng ở đây các bạn ơi. Ui giời ơi, lái máy bay đi xa rồi mà cũng không tha cho mình luôn các bạn ơi. Được rồi các Titan nha. Bây giờ các anh sẽ phải đấu với nhau để xem là ai là người mạnh nhất. À, trời ơi đừng đấu tôi. Trời ơi tôi chỉ là một người bình thường thôi mà. Ui, được rồi. Không sao, bây giờ mình sẽ cho các Titan đấu với nhau các bạn nha. Ok, được rồi đó. Đó chính là màn kiểu xem sức mạnh của các Titan này thôi. Và bây giờ các Titan sẽ đấu với nhau đây. Các bạn nhớ chọn ai, các bạn nhớ bình luận bên dưới nha. Bấm like, bấm đăng ký kênh nha các bạn nha. Đầy đủ nha các bạn nha. Và bây giờ thì trận chiến thực sự mới được bắt đầu. Các Titan quay ra đấu với nhau rồi. Wow, wow, con lợn hồng kia. Đấu rồi, đấu rồi, đấu rồi. Ui, không. Và cuối cùng Titan giành chiến thắng. Đó chính là Titan, cái con chim màu vàng này các bạn ơi. Wow, nó mạnh thật sự luôn. Nó là người sống sót cuối cùng. Và Nhân Bibi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này của mình. Các bạn đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo cực kỳ hay trên kênh của Nhân Bibi các bạn nha. Hãy giúp cái video này của mình được 10.000 like và 10.000 nút đăng ký kênh nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Nhân Bibi. Ok.